Tai nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, một siêu xe bị lật ngửa. Ngày 19 tháng 3, trên cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã xảy ra vụ tai nạn khiến một ô tô bị lật ngửa, nhiều xe máy bị hư hỏng, làm nhiều người bị thương. Theo đó, đại diện phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đang phối hợp với Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 19 tháng 3 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ đường Mai Chí Thọ đi quốc lộ 51 qua đoạn phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ô tô bị mất lái, bất ngờ lao vào làn đường xe máy chạy cùng chiều, ô tô bị lật ngửa là siêu xe Porsche 5 chỗ mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe này lưu thông cách nút giao Đỗ Xuân Hợp khoảng 500m, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thì xảy ra tai nạn, dẫn đến va chạm với nhiều xe máy đang di chuyển. Hậu quả, tài xế bị xây sát nhẹ, mở cửa bò ra ngoài, những người đi xe máy bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa, lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân để xử lý.